vẫn là Ngọc Vi và mình đang vẫn đang ở Sony Show với một cái không khí rất là náo nhiệt. Ở ngay sau lưng mình là khu vực Street Fighter. Ở đây thì các bạn sẽ đăng ký tham dự một cái giải đấu. Và giải thưởng của chúng ta là một PS4 cộng một đĩa game. Và trong đây thì đã lắp đặt sẵn những cái màn hình này, rồi có cả PS4 này, rồi có cả Fire Stick nữa. Ở đó thì sẽ chơi game rồi các kiểu rất thú vị. Và mình đã xin xỏ được 2 suất để ngay bây giờ đây mình sẽ cùng chiến đấu với bạn bóng buồn Huỳnh Phong. Ok, bây giờ âm nhạc sẽ vang thật là lớn thôi. Round 1 Fight. Đấy, không biết chơi quá không nè. Điên quá. Gap đều gap tiếp cái này luôn. Hai điểm đó với một điểm này. Ví dụ bấm điểm này nè. Đó là hai điểm đó. Cái bóp lại anh xạ đi. Không chứ cái bóp lại anh xạ cũng được. Bấm lại đúng không? Có đập máy rồi được rồi. Có đập thiệt quá. Thôi bắt hầu à, không biết chơi. Có chơi được đâu. Bạn giả mang quá hả? Bạn không biết chơi đâu. Tại vô, tao không được. Ấn kha. Lại một trận đi. Lần hả? Ê khoan, em nhắn thử chút đi. Để em thử cái thao tác thôi. Quay giờ nó bị nào vô, nào vô. Em đâu có biết, đừng có hỏi em. Ủa mà chui. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng phỏng vấn hai đối thủ đã tham gia vào trận chiến sinh tử vừa rồi. Tất nhiên mình là người thắng thì mình sẽ nói trước. Cảm giác rất là vui bởi vì bình thường thì bạn quay phim của chúng ta là một người mà xách tay cầm vào cả công ty để chơi. Còn mình thì là một người chưa bao giờ chơi game tay cầm hết. Đấy, mình nói rồi, cái trận đầu ấy là do mình chưa quen tay cầm cho nên là mới thất bại thôi. Nhưng mà sau đó thì cuối cùng mình đã giành chiến thắng một cách thuyết phục, thấy chưa? Cái điểm số là 2-1. Bạn thấy cái gì? Thua rồi là thua. Đây. Bây giờ là tới phần của người thua cuộc. Xin chào anh. Với kinh nghiệm chơi game tay cầm lâu như vậy mà thua một cô gái lần đầu chơi game tay cầm, anh nghĩ như thế nào ạ? Cái thứ nhất á là cái game này phải tay cầm. Cái thứ hai á là mình là nam mà đúng không? Mình không thể nào mà mình đánh bèo được. Nhưng mà nó toàn bộ cái hệ thống của cách
ok phải. Rồi trận đầu thì mình thắng đúng không? Trận đầu mình thắng, nhưng mà chẳng lẽ mình thắng luôn hai trận cũng kỳ quá. Trận đầu là bởi vì em là em mới chơi game tay cầm lần đầu. I don't care. Trận đầu tao thắng đúng không? Xong trận thứ hai là mình nhường lại cho bạn nữ đúng không? Nên mình nhường cho quần, nhường cho quần. Ủa là thua.